Chào mừng quý vị quay lại với kênh YouTube Ong Mật Cao Nguyên Highland Bee. Hôm nay, Ong Mật Cao Nguyên tiếp tục muốn giới thiệu đến quý vị bài viết có nhan đề Mật ong rừng pha nước lã, bịp người ham mác rừng. Nghề săn mật ong rừng có thu nhập cao nhưng cũng rất nguy hiểm. Để kiếm được một tổ ong, cánh thợ săn phải lùng sục khắp các cánh rừng. Thế nhưng, gần đây, một số người làm nghề săn ong rừng ở Phú Yên lại dở chiêu, treo đầu dê bán thịt chó. Những ngày qua, dưới chân đèo Quán Cao, dọc quốc lộ 1A thuộc địa phận xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nhiều người bán tổ ong ruồi đủ loại kích cỡ, đường kính từ 20 đến 60cm. Giá mỗi tổ ong nhỏ thường được bán với giá khoảng 80.000 đồng đến 100.000 đồng, loại lớn hơn từ 200 đến 300.000 đồng một tổ. Thấy bày bán ong ruồi, loại mật ong quý hiếm, nhiều người đi đường kể cả xe đường dài biển số Hà Nội, Đà Nẵng ghé lại mua những tổ ong ruồi này. Theo ông Trần Văn Sang, một người bán ong ruồi ở đây cho hay, chưa bao giờ tôi thấy năm nào ong ruồi xuất hiện nhiều như năm nay. Ngay các khu vực rừng cạnh khu dân cư thuộc đèo Quán Cao, ong ruồi xuất hiện rất nhiều. Có người mỗi ngày bắt từ 2 đến 3 tổ, dùng không hết nên đem bán. Tại các cánh rừng ở xã Xuân Quang 3 thuộc huyện Đồng Xuân, ong ruồi xuất hiện nhiều đến nỗi, nhiều người bất ngờ. Ông Nguyễn Ngọc Tân ở xã Xuân Quang 3 cho biết, hôm vừa rồi ông chăn bò ở khu vực lỗ ra trước nhà, rảo trong đám cây bạch đàn, bắt được 3 tổ ong ruồi. Mỗi tổ có trái ké, nơi chứa mật, bằng bắp chân người lớn, vắt được cả lít mật. Theo kinh nghiệm của những người đi lấy ong rừng cho biết, sở dĩ ong ruồi xuất hiện gần nhà nhiều là do các khu rừng già trải dài từ xã Xuân Lãnh, Xuân Quang 1, Xuân Quang 2 bị chặt hạ để trồng rừng, không còn chỗ, nên ong tìm ra các khu rừng bạch đàn mới trồng gần xóm nhà đóng tổ. Ong ruồi xuất hiện nhiều, nên gần đây nhiều người ở huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu lên các cánh rừng huyện Đồng Xuân để tìm bắt. Từng tốp từ 4 đến 5 người dàn hàng ngang đạp bừa lên đám gai rừng, cây bạch đàn bắt ong, trung bình mỗi mùa ong bắt gần 100 tổ. Anh Trần Ngọc Tiến ở xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu là người chuyên đi bắt ong rừng, thổ lộ. Năm ngoái, tại cánh rừng Lỗ Chảo ở thị trấn La Hai, Đồng Xuân, nhóm tôi bắt gần 50 tổ ong ruồi. Năm nay, đi bắt các khu rừng lân cận cũng trúng khá đậm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại nhiều địa phương khác, thỉnh thoảng xuất hiện những người bán mật ong dạo. Có cả người miền núi mang nguyên cả tổ ong tươi, nguyên mật, dỉ vàng le. Thế nhưng, thực tế chỉ là bài cũ, treo đầu dê, bán thịt chó. Tổ ong thì thật, nhưng mật ong thì là hỗn hợp với mật đường. Theo phản ánh của người dân, gần đây, một số người mặc quần áo rách bươm, tay xách thùng mật ong đi giao bán. Họ bảo, vừa đi rừng bắt ong về. Trong thùng mật ong có cả sáp ong ruồi. Nhiều người thấy vậy, liền đổ xô lại mua. Tuy nhiên, khi mua về mới hay, không phải là mật ong rừng. Chị Trần Thị Thủy ở xã Xuân Phước, một trong những nạn nhân mua phải mật ong giả, phân bua. Hôm trước, thấy một người đàn ông xách nửa thùng mật bán dạo với giá 80.000 đồng một lít. Tôi và một số người xuống đến mua. Hôm sau, đi xuống xã Xuân Quang 3, lại thấy người đó bán với chiêu dao vừa đi bắt ong trên rừng về, lại gần thấy nửa thùng mật như hôm trước. Tôi nghi đem mật mới mua đến người sành thì phát hiện đó không chỉ là mật ong nuôi mà mật còn pha đường. Ông Tạ Ngọc Huệ ở xã Xuân Quang 3 chia sẻ, cách đây vài năm tôi mua 1 lít ong rừng gần cả triệu bạc, nhưng vừa mua tổ ong ruồi với giá 100.000 đồng. Thấy ong ruồi xuất hiện nhiều nên rẻ, nhưng nghe bà con mua đồn ong giả tôi cũng chẳng biết thật hay giả. Ông Trần Văn Dũng ở xã Xuân Phước cũng hành nghề đi bắt ong ruồi. Sau một hồi sởi lởi thân thiện mới cho hay, nhiều người bắt ong về dùng kim tiêm hút 2/3 lượng mật nguyên chất ở trái ké ra, rồi bơm nước đường vào lấp chỗ trống. Mật nguyên chất hút ra tiếp tục đem pha trộn bán. Còn tổ ong mới bắt về bán cũng có đường, vì thế đừng thấy rẻ mà ham. Theo kinh nghiệm của ông Dũng và nhiều người sành mật ong, cách biết mật ong thật giả là nhỏ giọt mật xuống ly nước lạnh. Nếu là mật ong nguyên chất sánh lại không tan, còn mật pha đường thì hòa tan trong nước. Cũng theo ông Dũng, nếu khách hàng không có kinh nghiệm thì tốt nhất nên chọn mua mật ong của các thương hiệu mật ong uy tín, có kiểm định, tem nhãn rõ ràng, có công bố chất lượng hẳn hoi và được pháp luật bảo vệ, đặc biệt là giá bán cũng rất hợp lý. Hy vọng thông qua video này, quý vị sẽ ghi nhớ thêm nhiều thông tin bổ ích liên quan đến mật ong, cũng như có kinh nghiệm chọn mua cho mình một chai mật ong ngon nhất với giá tốt nhất.
Nếu quý vị yêu thích những kiến thức mà chúng tôi đưa ra, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Ong Mật Cao Nguyên cũng như đón xem những video mới nhất. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.